Đấy. Hôm nay đi đám cưới người người Cà yêu rút. cũ cà rút nên là phải trang điểm cực đẹp để cho cô dâu sợ, hiểu Anh đừng nói thế anh ơi. không? Dạ, tí nữa cho tí nữa lại Anh xô ra Hôm nay ăn đám cưới đây. của Xô ra ăn gà. đám cưới của Dũng nên là Ly phải trang điểm các thứ đấy, các bạn thấy không? Ăn mặc váy diêm dúa. Đấy, phải thuê make up riêng để make up. Đấy mà các bạn trong đây có ai make up đâu. Chỉ có mỗi Ly thôi. Đấy. Để đi. Đấy, có nhiều bạn hỏi nếu mà Dũng lấy chồng ấy Ly có buồn không? À Dũng lấy vợ Ly có buồn không? Em phải mừng cho anh Dũng chứ. Sợ, cái gì? Giả dối. Giả Em dối. mừng cho anh Dũng. Thế sao phải ăn mặc đẹp làm gì? Đẹp á? Đẹp hơn cô dâu. Ừ, Em lúc cho nào bạn cũng đẹp. trang điểm kiểu đẹp hơn cô dâu này. Tại vì em lúc nào cũng đẹp. Không, Em không thêm làm nữa. nào để nó xấu đi được ấy. Không đẹp người ta còn Em thế này là xấu lắm rồi đấy. Thế này đánh son hồng này, đáng nhẽ em đánh son đỏ bình thường ấy. Nhưng mà hôm nay em đánh son hồng cho đỡ xinh đi. Đấy, nói chung là cũng khá là buồn khi mà Dũng lấy vợ nhỉ. Em bây giờ mình phải tuyệt chiêu đấy là phải đẹp. Đẹp trong ngày à, các bạn thấy đây, xinh hơn không? Đến hôm nay mà anh còn đốt nhà nữa. Đốt nhà gì? Mà thần kinh à? Tối em mà bị ai chặn đường tại anh Đấy. Kinh chưa? Này. Cường có trang điểm không? Đấy chưa? Các bạn thấy chưa? Thuê riêng một make up để đi để thế không được cái này. Cái gì? Thẳng ra đây rồi.